Khẩu này là khẩu như mình nói nãy, khẩu này là khẩu LWRC short barrel. Cái này là MB, có nghĩa là người tay trái hoặc người tay phải đều có thể sử dụng được hết, tại nó cũng có những cái nút mà bấm đạn rớt ra hoặc bấm bấm bang, bấm magazine rớt ra. Thì súng thì súng này thì cái lower của nó là MP, là đều có hai bên safety tùm lum tùm. Nói chung súng đạn mua không có lỗ bạn, tại vì sao? Càng ngày nước Mỹ càng ra giống như đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thường đánh nhau liên tục. Đảng Dân Chủ thì muốn dùng những cái về súng đạn để kiềm chế đảng Cộng Hòa, tại vì lúc nào cũng có bắn, rồi người ta cứ nói là súng đạn nguy hiểm, thì cái đó là nguy hiểm thiệt, nhưng mà nếu mà tính ra những cái statistically á, thì những người mà dùng súng dài để giết người hoặc để chết bởi súng dài á, rất là hiếm, rất là hiếm luôn. Nó so với chết vì thuốc lá, chết vì xe cộ lam lum thì rất là hiếm, mà không ai đổ thừa những cái thuốc lá xe cộ, nhưng mà người ta cũng chỉ đổ thừa súng. Nhưng mà có người thì người ta dùng súng để người ta đi hại người khác, chứ không phải là súng đạn tự đi hại. Nhưng mà bây giờ mình đừng nói cái đó, mình đừng nói súng đạn mua không bao giờ lỗ. Tại vì sao? Tại vì lúc nào nó cũng có một giá thôi, nhưng mà bạn phải mua cái nào mà nó gọi là brand name một xíu, ví dụ như LWRC, BMC, LMT, Daniel Defense, là Rule, rồi Six, LMT, hoặc là những cái hãng mà người ta đưa súng để đi ra cho chiến trường, hoặc là đưa súng cho những cái agency của người Mỹ, như là Trop, như là DEA, người ta dùng LWRC cách đây 10 năm, Trop Enforcement Agency các bạn, là người ta dùng LWRC, tại vì nó piston. Hoặc là bán những hàng súng này qua bên những cái nước mà là bạn của Mỹ đi, được quyền bán. LWRC là bạn biết dùng đâu không? Là dùng ở trong Arab Saudi các bạn, là mấy ông vua hay mấy ông chú ông tung á, có mấy cái đội mấy người bự bự, mấy người Ả Rập các bạn, nó dùng LWRC, nó gọi là PSD, là đến biết PSD là cái quỷ gì hết, nhưng mà nó gọi LWPSD là giống như là cái loại short personal system defense hay là personal cái gì defense á. Tụi nó dùng LWRC mà là M6A2. Nếu bạn đi Google bạn sẽ thấy mấy ở Arab Saudi dùng LWRC không các bạn, tại vì tụi nó phải tin tưởng cái súng này, tại vì khi mà nó test là nó có đem một đống súng của tùm mấy chục hãng ra, rồi tụi nó test cái nào nó good mà rẻ tụi nó mới mua, good và rẻ nữa nha, nó không mua mắc đâu. Cái này là LWRC, cái này AR style, có nghĩa là mình phải đăng ký cái ở dưới, cái ở trên thì mình ráp được. Ráp súng thì cũng dễ bạn, giống như cái upper receiver gắn cái barrel, tại vì gắn vô thôi, tại ở đây nó có cái khớ rồi, gắn vô thôi là xong rồi. Ví dụ như mình mua cái này, cái barrel này ví dụ như mình mua 200, cái này mua 100, gắt thúc ở đây nó bị cái pin rồi, chứ thường gắn vô ở đây nó có cái lỗ, gắn vô trong luôn là xong, là xong rồi mình chỉ bỏ cái reel vô, giống như là nó biến thành cái súng rồi, vậy thôi, là nó biến thành cái súng, cái lòng trên của cái súng vậy thôi, là đơn giản lắm, không có cái gì khó khăn hết á. Mấy cái này đôi khi mình chỉ cần bỏ ra khoảng 10-15 phút mình mua phạt về là mình có thể ráp thành khẩu súng riêng của mình thôi. Cái AR này nó rất là modular, nghĩa là mình muốn thay đổi băng đạn, bán đạn, stock này stock nọ đều được hết. Bây giờ mình nói về shotgun bạn. Shotgun thấy gì chứ, nó nặng và nó dài và nó cồng kềnh lắm, rồi cumbersome á. Nhưng mà viên đạn này bắn ra được 9 viên đạn bi, mà mỗi viên đạn bi là bằng nó gọi là buckshot, và nó có buckshot các bạn. Thì ví dụ như buckshot là 00 là nó có 9 viên đạn, rồi khi nó lên đó là nó có thêm mười mấy viên đạn, hai mấy viên đạn được. Còn khi mà nó burst shot là nó có một đống viên bi nhỏ li ti, giống như bi xe đạp nhỏ nhỏ trong mấy chục xe đạp vậy đó,
nhưng mà bắt shot này là bắn 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 mấy con nai và còn con bắt á, thì cái này chết trong vòng mấy mấy chục thước là chết. Bớt cái này để mình xuống đạn, bỏ đạn vô đây, mình có thể bỏ vô đây hoặc mình có thể đút vô đây vậy thôi. Còn đạn súng súng shotgun nó có nhiều đạn mà nó có slot, rồi nó có slot là một viên chì luôn. Rồi đôi khi người ta làm viên chì mà nó nở ra giống như jacket hollow point á, thì cái đó sát thương rất là lớn nhưng mà trong tầm ngắn thôi. Cái này mua lâu rồi không giờ dùng á, tại vì nó cong thôi à. Cái này bạn, cái này nhìn là chắc anh em biết là cái gì thì thấy nó giống cái gọi là Weapon of Republic of Vietnam Army á, súng của quân đội nhân dân Việt Nam á, GLUACE 7.62. Lý do hơi khác là tại vì mình lấy dao lấy cưa mình cắt mình cạo lúc này lên cho nó nhỏ lại thôi. Chứ không thì nó giống rồi mình cắt cái phần này mình lấy kéo mình cắt để cho mình bỏ được mấy băng đạn khác nhau vô. GLUACE. GLUACE cho người bên tay phải như mình cầm đây kéo, còn AK là phải cầm bên đây kéo. Cái này nó rút là nó fold lại được nhỏ, bỏ vô ba lô. Dài nó có chiều dài total luôn, tại vì cái nòng này nó dài là tại vì để nó bỏ self suppressor, tụi nó compatible cái mounting, cái muzzle brake của tụi nó để self suppressor thì nó mới dài, chứ còn không mà mua mấy cái loại ngắn hơn xíu á, ngắn khoảng 1 inch, cái này đến 3 inch, ngắn hơn xíu bỏ vô trong ba lô đi học, bảo vệ, bảo đảm không ai hại mình được đâu. Tại vì như là mình nói, khi mà nó có active shootout á là chỉ có run high and last step là fire, là đánh lại, chứ không có núp mà không có đầu hàng. Bảo đảm và súng đạn mua không có lỗ là tại vì giá cả sau này sẽ không bao giờ lỗ hết á. Ví dụ như khoảng này mình mua đâu nhiêu nha, mình mua cái này khoảng 1.500 và cộng với cái này 400, cộng với mấy cái đồ lặt vặt ba lâm và đăng ký lung tung thì cho 2.000 đi. Nhưng mà cái này là mình đã đăng ký là súng nòng dài, súng ngắn, súng dài nòng ngắn SBR rồi nên mình không có bán được. Mình muốn bán là mình phải submit cái form để cho tụi nó deregister mình, nhưng mà mình không làm vậy thì mai mốt mình sẽ để lại mấy cái súng này cho con cái mình, thì mình để nó trong mấy cái trust hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình đang nói về súng thường đi thì súng nòng dài đi, chưa có đăng ký thì mình mua thì mình muốn bán mình bán, đôi khi mình lỗ 100%, đôi khi mình lời nữa, tại vì thời gian qua á, cái súng thì nó cũng như vậy thôi, súng không bao giờ mất giá đó. Còn nếu mà bạn muốn mua súng tự động á thì bạn chỉ được mua những cái khẩu súng mà nó làm trước năm 1986, trước khi mà Mỹ người ta ra cái luật cấm hết toàn bộ súng tự động. Nhưng mà nó có cái hay là mấy cái súng đó đôi khi nó không có được work 100%, tại vì nó trước năm 1986 mà nó tự động thì tất nhiên người ta bắn hoài đôi khi nó sẽ hư, nhưng mà mấy cái súng đó nó mát lắm. Nếu mà 90mm mấy cái khẩu mát 11 là mấy cái súng dởm á thì 90.000, còn ví dụ như AR-15 hoặc M16 tung là từ 30.000 trở lên không á. Nên ai mà sở hữu mấy khẩu súng đó, nói chung là nhà giàu của bạn, tại vì mỗi khẩu là 30.000, chứ cho nôm na mỗi khẩu từ 10.000 tới 40-50.000 tùy theo loại súng. Nếu mà muốn mua súng tự động thì cũng phải làm mấy cái form như mình nói, form 4 bạn, tại form 4 là để cho self suppress, tại vì mình không có làm cái self suppress ra mà mình mua cái nó từ một người nào đó, mình phải làm form 4 sẽ tốn $200 thôi, nhưng mà nó sẽ tốn 8 tháng tới 1 năm. Còn nếu mà mình tự làm cái self suppressor á là mình sẽ fill cái form 1 thì 30 ngày, nhưng mà nên nhớ mấy cái này là ở trong nó có mấy cái ngăn để nó giữ âm thanh và tụi nó phải làm rất là kín. Tại cái này là bằng steel bạn, bằng thép,
mình thích dày lắm, nó nặng nên bắn nó không có bị hư. Còn nếu mà ví dụ như ở trên eBay hoặc là wish.com á, người ta có bán, nhưng mà khi mà mình mua giờ mình bắn nó hư, tại vì nó bằng nhôm mà, mấy người Trung Quốc nó làm đồ giả, nó gọi là solvent trap hoặc là cho mấy cái gì ta, cái oil filter, cái oil filter của xe mà nó kiểu kiểu vậy á, nhưng mà cái đồ đó đồ dởm, thì mình có thể mua cái đó về, mình bắn loại đạn nhẹ 22 đi, thì mình mua cái đó về xong rồi mình rồi mình làm giấy tờ rồi mình sẽ chơi được liền. Thì cái này là Galil 7.62 7.62 39 bắn đạn của Việt Nam. Mà cái này là Galil bắn đạn bắn 556, cũng Galil Ace bắn, nhưng mà bắn 556 đạn của Mỹ. Thường đi cái này có hai băng. Thường mà thấy trong game á, thường thấy mấy cái mà trong game mà người ta kia các bạn là nó bắn hai băng, nó bỏ thôi mà nó bắn cái băng khác. Bùm 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 bùm. Vậy thôi. Thường nói vậy thôi nè. Tại phải slam nó vô, tại vì cái bow carrier này nó vẫn ở đây á, nó vẫn ở đây, nó cản cái băng đạn rồi. Bùm 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 bùm. Đạn súng dài bắn đằng sau cửa xe, đằng sau cửa nhà, đằng sau mấy cái cửa gỗ là lủng hết nha. Nên nếu mà bạn không may mắn mà gặp mấy trường hợp đó, đừng bao giờ núp đằng sau mấy cái cửa, kiếm cái chỗ nào cứng hơn mấy cái cửa núp. Chứ còn trong phim người ta lấy mấy cái ghế sofa ra bắn xong rồi núp đằng sau đó mà đạn nổ bụp 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 mà không có chết thì cái đó chỉ trong phim thôi. Còn bây giờ cái này là AK bạn. Này là AK-74 nhưng mà bắn đạn 5.56 của Mỹ, của NATO các bạn. Mình có một khẩu bắn cũng như vậy nè, nhưng mà mình sẽ đăng ký tại mình đang đưa cho người ta sửa. Thì bắn đạn 7.62x39 giống như AK xưa, còn này AK-47 thì nó ngắn thôi, nhưng mà mình đăng ký. Hồi xưa nó là súng lục, tại vì nó không có cái đuôi sau thì nó là súng lục. Mình đăng ký thì bây giờ mình ghép thêm cái stock vô thì nó biến thành súng súng dài. Thì súng dài thì mình mới có thể bỏ được cái này. Mà mấy khẩu này bắn ít trượt lắm bạn, tại vì nó có cái muzzle brake. Thấy AK bắn xa spread rồi chứ vậy. Pop pop pop. AK thì để kéo bên này, không kéo bên này. Nên mấy khẩu Galil á, Galil A sẽ kéo bên đây được hơn. AK thì chỉ kéo bên đây thôi. Mà cái này là short barrel, không có cái súng nó dài gì nè. Súng thường nó dài gì nè. Nếu mà mình không có cái, mình không đăng ký là súng ngắn, súng dài nòng ngắn á, thì nó dài như vậy á. Nên khi mình có súng dài ngắn thì mình mới gắn được cái thì không phải là mình được, nhưng mà mình gắn cái suppressor vô thì nó không có dài thòn lòn lên đây, tại vì cái suppressor nó nặng lắm, một hai mấy lần. Khi mà súng mình nó nặng, còn cái súng mình nó nhẹ lắm. Cái súng khi mà chưa có đạn khoảng 7 pound chứ mấy đâu, nó nhẹ lắm, nó nhẹ ngắn nữa, nhẹ ngắn nữa. Mình khi nào các bạn qua Florida message mình dẫn đi bắn.